Kinichi sử dụng kỹ thuật gì để phá án? Đầu tiên là quan sát nhạy bén, chú ý từng chi tiết dù nó tầm thường đến đâu, đặc biệt là sự thay đổi hành vi, cảm xúc của người khác. Điều này giúp bạn tìm ra những manh mối mà người khác bỏ lỡ. Thứ hai là suy luận logic. Kinichi biết cách kết nối các thông tin thành một thể mạch lạc, đồng thời đưa ra những suy đoán gần với sự thật nhất có thể. Và cuối cùng là kiến thức trong nhiều lĩnh vực khác nhau như lịch sử, tâm lý, huyền bí. Đây chính là thứ biến cậu trở thành một thám tử đáng gờm. Ngoài ra, Kinichi còn có kỹ năng giao tiếp tuyệt vời, giúp moi thông tin giá trị từ nhân chứng và nghi phạm, đồng thời xây dựng mối quan hệ và chiếm được lòng tin của nhiều người, từ đó có thêm nguồn thông tin giá trị và tăng độ uy tín của bản thân. Những kỹ thuật mà Kinichi sử dụng để giải mã các vụ án ở trên rất đáng để chúng ta học hỏi và áp dụng vào cuộc sống thường ngày.